Em xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì em lại có những cây mã lan rất đẹp và chia sẻ gửi đến các bác mình trên live ngày hôm nay. Một số dòng hoa Tết và một số dòng dáng hương đơn thân. Các bác anh chị mình mua hàng thì kết nối trực tiếp qua số điện thoại 0977 842 981 các bác nhé. Mở đầu live thì em xin mời các bác ngắm một cái chậu hoàng nhạn mít xếp su 4N siêu đẹp. Đây ạ. Trước màn hình là một tác phẩm nhạn mít 4N các bác nhé. Siêu là đẹp luôn, hai cây các bác nhé. Đẹp từ gốc đến ngọn luôn các bác ạ. Mã số 1 ạ. Đó, mã số 1, một chậu siêu phẩm 4N mít xếp su siêu đẹp. Đó, em chia sẻ các bác bằng 680.000 các bác nhé. 680.000 cho một chậu mít su 4N hai cây ạ. Mã tiếp theo, em mời các bác ngắm một chậu lan hương quế tím rất đẹp, cây rất to các bác nhé. Cây rất là to luôn. Đấy. Em chia sẻ các bác cái chậu quế lan hương quế tím bằng 320.000 ạ. 320.000 một chậu quế lan hương tím các bác nhé, quế tím. Đấy. Lần này có một mã nên em sẽ không giới thiệu mã các bác ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái giò dáng hương. Đây. Siêu đẹp các bác ạ. Nó một trong những cái giò dáng hương siêu đẹp, một giò dáng hương tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng. Đây là một trong những siêu phẩm lan đơn thân rất là đẹp các bác nhé. Hoa của nó là hoa vàng lưỡi trắng. Siêu phẩm các bác ạ. Đấy, đối với khuôn hoa này thì khách nhà em sưu tầm rất là nhiều luôn. Đấy, các bác mình sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em theo số 0977 842 981 các bác nhé. Đấy, chia sẻ mở đầu like cái giò tam bảo sắc và hoa vàng lưỡi trắng với giá bằng 680.000 các bác ạ. Mã số T1. Mã số T1 các bác nhé. Tiếp theo thì em lại mời các bác ngắm một trong những chậu kiếm va, gọi là top tứ đại danh kiếm các bác ạ. Đấy. Ngày xưa lan va tiền tỷ các bác bỏ ra vài trăm triệu một thân. Vẫn đang đi nụ nữa đây các bác này. Nụ rất to đây các bác nhé. Đây. Nụ bên đây rất là to luôn. Thì em chia sẻ các bác siêu phẩm xanh Huế này. Đây là một tác phẩm. Đấy, kiếm va. Thì đối với chậu nhỏ này thì em chia sẻ nhá. Nói chung là kiếm lên chậu thì như hoàng hậu lên ngôi các bác ạ. Đây, chậu này thì em thuần ở trên những cái chậu nhựa này để mình dễ vận chuyển đấy. Đó, chia sẻ các bác 460.000 một chậu ạ. 460.000 cho một chậu các bác nhé. Đang sẵn nụ hoa rồi ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu cáo đỏ này. Một chậu cáo đỏ Cao Bằng siêu đẹp. Thì hôm nay em sale các bác mã này 430.000 các bác ạ. 430.000 cho siêu phẩm cáo đỏ nhé. Giò này mỗi hôm em bán 680. Nhưng trên live ngày hôm nay em còn một chậu duy nhất các bác ạ. Một chậu duy nhất nên em sale cho cả nhà mình với giá là bằng 430.000. 430.000 nên các bác mình sưu tầm thì mình alo trực tiếp qua số điện thoại bên em đã ghim trên bài rồi các bác nhé. 430 một siêu phẩm cáo đỏ này. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cây cửu đỏ các bác ạ. Đây, các bác nhìn cho em cái bản lá siêu đẹp nhá. Đây là một trong cái dòng dáng hương đơn thân mà phải nói là hoa đẹp xuất sắc các bác ạ. Nói chung là hiếm có các bác nhé, hiếm có luôn. Em mời các bác chiêm ngưỡng này. Đây là cái dòng cửu bông đỏ rất đẹp các bác ạ. Bông nó rất là đẹp luôn. Đây là cánh của nó rất là to. Và hai nữa, bông này gọi là bông chớm nở hoa chính chủ tại vườn nha. Em chia sẻ các bác một chậu cửu đỏ đơn thân. Đó, có thể dao động các bác mua 800 đến 1 triệu một thân các bác ạ. Đây, bản rất đẹp, ăn nắng nhá. Cây ăn nắng tự nhiên, bản lá rất đẹp. Mã số 1K1. Đó, em chia sẻ các bác bằng 400k một chậu ạ. 400k cho một chậu cửu đỏ mã số K1 nhá. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm cái mã số K2 này. K2 thì nó có hai cây rất to các bác ạ, rất chi là to luôn nhá. Cây thì đã nuôi vườn vài năm tuổi các bác, cây xếp này. Đấy, siêu đỉnh chưa? Mã số K2 thì hai cây em chia sẻ các bác bằng 750 các bác ạ. 750 cho một cái chậu cửu đỏ có mã số là K2 nhé. K2. Và tiếp theo em mời các bác chiêm ngưỡng một tác phẩm nhá. Đây. Trước màn hình của em thì nó là một cái siêu phẩm hoàng nhạn các bác ạ. Nó một tác phẩm hoàng nhạn. Để các bác anh chị mình sưu tầm trấn vườn ấy, thì các bác chốt cho em cái mã này là gọi là mã H1 các bác ạ. H1. Đây là một cái tốp nhạn đơn thân các bác này. Đây. Đồ đợt trước của nhà em nó nở này. Siêu phẩm các bác ạ. Đó, siêu phẩm là đẹp luôn nhé. Phải nói rất là sai hoa. Đó, trong cái chậu này của em thì có cả tháng 8 và cả tháng 4 nhé mọi người nhé. Có cả tháng 8 hoa xuân mọi người ạ. Có những con thì như ở cái live trước có những con nứt nụ, đi nụ đấy các bác. Đó, chậu này thì được có hai cây tháng 8 thôi. Thì em sẽ chia sẻ các bác cái mã này là bằng 2.860.000 các bác nhé. 2.860.000 mã số là H1 cho em các bác ạ. Đó, mã số là H1 cho em các bác nhé. Đó, nên là các bác anh chị mình có sưu tầm thì mình kết nối trực tiếp qua số 0977 842981 các bác nhé.
Và trước màn hình của em đây là một cái giò đai trâu mix màu, các bác được mix 3 cây, 3 màu. Đấy, rất là đẹp các bác, và đang nụ. Đó, em chia sẻ các bác một giò đai trâu mix màu 3 cây. Đó, các bác chốt là đai trâu mix màu 3 cây, em chia sẻ các bác bằng 680 các bác nhá, 680.000 cho một giò đai trâu mix màu được ký trên lũa sẵn. Về các bác sẵn là nghinh xuân đón Tết các bác ạ, gọi là thấy hoa là thấy Tết. 680.000 các bác nhá. Mã tiếp theo ạ, em mời các bác ngắm một cái chậu. Đây ở trước màn hình là một cái giò hoàng tam bảo các bác ạ. Đây, một giò hoàng tam bảo đỏ mà một trong những cái mặt bông mà phải nói nó quá xuất sắc từ trước giờ, cách nhà em sưu tầm rất là nhiều luôn đã. Đây các, em mời các bác chiêm ngưỡng lại cái khuôn hoa của hoàng tam bảo đỏ này, nó rất đẹp. Đây, một trong những cái hàng lá nhựa nhá, bông của nó rất là to. Bông của nó rất là to luôn các bác, bông rất to. Đây, hoàng tam bảo đỏ thì em chia sẻ các bác mã này cũng bằng 650.000 các bác ạ, 650.000 cho một giò hoàng tam bảo đỏ nhá các bác nhá. Đấy, 650, mã số là T2. Mã số cho em là T2 các bác ạ. Và mã tiếp theo, em mời các bác ngắm một nàng kiều này. Đây, trước màn hình là một giò kiều Yên Bái rất đẹp các bác ơi. Trước màn hình là một siêu phẩm kiều Yên Bái, em chia sẻ các bác mã này 1.250.000 nhá. 1.250.000 cho siêu phẩm kiều Yên Bái các bác ạ. Đây là một siêu phẩm kiều Yên Bái này. 1.250. Và mã tiếp theo em mời các bác chiêm ngưỡng một chậu tam bảo sắc hoa trắng tinh nhá. Đây, một trong những mặt bông hoa trắng hay còn gọi là trắng đột biến đấy các bác ạ. Hoa trắng hay mình gọi là trắng đột biến, hàng trắng rừng các bác nhé. Thì em chia sẻ các bác cái siêu phẩm tam bảo sắc hoa trắng này với giá là bằng 680 các bác nhé. 680, có thể các bác mua tầm 500 ngàn một ngọn. Đây, chuẩn hàng rừng em sell các bác bằng 680.000 các bác ạ. 680.000 các bác nhé. Đó, các bác mình ở sưu tầm thì mình kết nối trực tiếp qua số 0977 842 981 các bác ạ. Mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm, đây có một chậu một mấy cây hoàng nhạn Gia Lai mà nó bị mục lũa nó rớt các bác ạ. Đấy, có cây thì bị cháy lá này, ví dụ cây này bị cháy nó hơi lỗi nhá. Đấy, cây này các bác thấy chưa, nó gãy mất ngọn, nó để con nách lá này. Nó gãy ngọn, nó để con nách lá các bác, do nó mục lũa nó rớt đấy. Đấy, mã số 1 nhạn tháng 8 này. Cây nó nhỏ, nó có thể các bác mua 300.000 một cây. Mã này em vừa bán vừa sale các bác 199.000. Còn đây một cây tháng 8 tác đổ mã số 2 ạ. Cây tháng 8 tác đổ mã số 2 các bác nhé. Nó bị lỗi lá đây các bác này. Lá nó bị sứt rịa, hoa nó vừa mới hết thôi các bác ơi. Mã số 2 em chia sẻ các bác 180.000 nhé. Cây to lắm. Cây này thì nó là cây móc câu thác đổ. Có thể mình sẽ mua tầm 500 nhưng tại vì do nó lỗi các bác thấy nó bể lá này. Đấy. Nên em sale các bác 180.000 mã số 2 các bác ạ. Mã số 2 nhé. Ngoài ra em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò cát này đang nụ nhé. Tất cả cát nhà em thì đang nụ để cho mọi người dinh hoa đón Tết ạ. À. Đây. Đỏ các bác ơi, đỏ pha này. Đỏ pha nhá. Đỏ cam đấy các bác ạ, đỏ cam đang nụ sẵn như thế này. Đây, mấy mèo đây các bác ơi, mà nó vẫn còn đi mấy mèo luôn. Mã số 1 cát này em chia sẻ các bác 299.000 nhá. 299.000 cho chậu cát mã số 1. Đấy. Cho chậu cát mã số 1 các bác ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò lan Koki bản lá to. Em mời cả nhà mình chiêm ngưỡng này. Koki cửu đỉnh các bác ơi, nó là dòng Koki cửu đỉnh, bản lá to lắm. Đấy, em mời cả nhà mình chiêm ngưỡng nhé. Một giò Koki cửu đỉnh. Đấy, hai cây, siêu đẹp. Nói chung cây ăn nắng tự nhiên thì bản lá rất là to. Và đây nó là dòng F1 thân to các bác. F1 này, thân của nó rất là to. Đây là cái hoa lan Koki cửu đỉnh các bác ạ. Hoa to lắm. Đây em mời các bác chiêm ngưỡng này. Đấy, Koki cửu đỉnh hoa rất là to luôn các bác ạ. Hoa to nha, siêu to các bác ạ. Và em chia sẻ các bác cái chậu này với giá bằng 700k các nhá. 700k cho một tác phẩm Koki cửu đỉnh các bác ạ. Đấy, cho một tác phẩm Koki cửu đỉnh. Đấy, các bác mình sưu tầm mình nhấc máy liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây, để mà các bác mình nuôi về lâu ấy, ví dụ có em có cả trên lũa đấy. Đấy, em có cả trên lũa. Đấy, bình thường các bác sưu tầm trên lũa thì em sẽ lên những cái giò trên lũa, tại vì đây là nó chật đây, nên em sẽ chia sẻ các bác một giò Koki cửu đỉnh với giá bằng 700.000 các bác ạ, 700.000. Và mã tiếp theo thì em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò tác phẩm hoàng tam bảo các bác ạ. Đây, một giò hoàng tam bảo hoa vàng rất to. Đây, các bác chiêm ngưỡng này, ngọn của nó đều là ngọn lá xếp chân dép. Đây, một giò hoàng tam bảo hoa vàng các bác nhé. Đây, một cái dòng dáng hương mà phải nói là siêu đẹp và thơm. Hoa của nó rất là to các bác ạ, hoàng tam bảo hoa vàng. Đó, các bác anh chị mình sưu tầm thì mình kết nối cho em nhé. Đây là hàng lá nhựa các bác, bông của nó thì sướng phê pha lắm các bác. Nó hơi bị tối lóa màn hình thế nhỉ. Đây ạ. Nó hơi mờ các bác ơi. Đây. Hoa của nó là khuôn hoa vàng các bác nhé.
Nó y chang hoàng nhạn gì đấy các bác ơi, y chang như hoàng nhạn luôn, nó hơi lóa màn hình các bác ạ. Đây một con giò hoàng tam bảo hoa vàng nhá. Siêu đẹp, bản là nhựa các bác ạ. Em mời các bác chiêm ngưỡng. Lá xếp chân dép này ít khi có những cái lũa tác phẩm như thế này. Đây cái mã này em chia sẻ các bác mình nhá, một lũa hoàng tam bảo siêu VIP bằng 860.000 các bác ạ. Giò này bình thường em chia sẻ 1,2 triệu nhưng hôm nay sale các bác 860 các nhá, 860. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một giò tác phẩm hoàng nhạn Gia Lai. Đây ạ, phải nói là có 102. Thì thực ra là em chia sẻ các bác này, tất cả những cái giò này nó là hàng búi mẹ con nhá. Hoa vừa mới hết xong đây các bác ạ. Đấy, còn lá xoáy lá nhăn cũng có này. Đấy, đẻ con chùm rúm luôn các bác ơi, đẻ con chùm rúm. Có thể giá một cái lũa này thì các bác mua thị trường thì chắc chắn là không dưới tầm 18 đến 20 triệu rồi. Đấy, nhưng em sẽ sell các bác mình cái giá sale trên live ngày hôm nay nhá. Siêu phẩm mẹ con. Đó, siêu phẩm mẹ con như thế này có thể tới 18 20 triệu. Và cái giá này hôm nay gọi là em thanh lý cho các bác mình này. Thanh lý cho các bác như mình nhá. Cái giò này với giá bằng 7 triệu 6, 7 triệu 680. Quá là rẻ để các bác chơi trấn thủ vườn những cái giò tác phẩm như thế này lâu năm. Đấy, tính là tuổi đời thì chắc nó cũng rơi vào 10 năm rồi các bác ơi, 10 năm nhá. Đó, lũa cực kỳ là chắc khỏe đẹp luôn. Đó, em chia sẻ các bác 7 triệu 680 nhá, 7 triệu 680 các bác ạ. Một tác phẩm mà gọi là cực phẩm luôn ấy ạ. Nói chung các bác có nhu cầu thì mình kết nối trực tiếp qua Zalo hoặc liên hệ đến số 0977 842 981 các bác ạ. Đấy, siêu phẩm là đẹp nhé. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái lũa đai châu mix màu mà phải nói là siêu nhiều nụ. Đó, siêu là nhiều nụ hoa các bác ạ. Đấy, các bác chốt là C1 nhé, tác phẩm. Đó, C1 tác phẩm em chia sẻ các bác 1.860.000. Một lũa 6 cây gọi là siêu nụ các bác ạ. 1.860.000 nhé. Ngoài ra thì em mời các bác chiêm ngưỡng một chậu kiếm xanh Huế. Đây là cả một cái tác phẩm để các bác mình dinh về trấn vườn nhé. Trấn thủ vườn, nói chung củ to măng lớn các bác ạ, đẹp lắm. Siêu phẩm kiếm xanh Huế VIP thì em chia sẻ các bác 1.860.000. 1.860.000 cho một chậu xanh Huế tác phẩm các bác ạ. Mà nó siêu to các bác ơi. Đó, về các bác đặt đôn, đây là gọi là kiếm phong thủy giữ tài lộc. Và mã tiếp theo thì em mời các bác chiêm ngưỡng một chậu kiếm Phan Chí bản lá Côn Lùn nhé. Đây ạ, em mời các bác chiêm ngưỡng này. Đây một trong những cái tác phẩm mà phải nói siêu đẹp, lá thì to sóng tôn các bác này. Đấy, bị nắng ấy, em để giữa chỗ ảnh nắng luôn. Nắng quá. Đây. Chia sẻ các bác một tác phẩm kiếm Phan Chí nhá. Bản lá lùn mà siêu to như thế này các bác. Này sóng tôn đi rất đẹp. Sóng tôn đi rất đẹp luôn các bác ạ. Một tác phẩm kiếm Phan Chí, một chậu, tác phẩm duy nhất. Đó, em chia sẻ nhà mình với giá là bằng 2 triệu nhá. 2 triệu cho một siêu phẩm kiếm Phan Chí ạ. Có tác phẩm, đây là một tác phẩm kiếm va. Đó, ngày xưa các bác mua cứ 100 triệu một thân đấy. Đấy, và hôm nay em chia sẻ các bác bằng 2 triệu. Và mã tiếp theo thì em mời các bác chiêm ngưỡng một lũa nhạn rừng Buôn Đôn. Đây ạ. Một tác phẩm hoàng nhạn rừng Buôn Đôn các bác nhé. Đây. Đó, trước màn hình là một cái chậu hoàng nhạn rừng Buôn Đôn siêu đẹp các bác ạ. Nó nhạn Buôn Đôn thì nó rất là sai hoa các bác. Đấy, để trong một cái tác phẩm thì hàng Buôn Đôn nó là hàng mà sai hoa nhất luôn các bác. Nó sai hoa, nó lại dễ hoa các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác một chậu nhạn rừng Buôn Đôn, hoàng nhạn rừng Buôn Đôn với giá bằng 550.000 ạ. Rất đẹp các bác nhé. 550 cho một chậu nhạn rừng Buôn Đôn ạ. Gọi là siêu phẩm các bác ạ. Siêu phẩm hoàng nhạn rừng Buôn Đôn. Đó, em chia sẻ các bác bằng 550. Và mã tiếp theo thì em mời các bác chiêm ngưỡng cái chậu quế tím này. Nó sót một chậu này nữa các bác ơi. Đây, một chậu quế tím hay còn gọi là quế lan hương tím, rất đẹp. Chậu này em chia sẻ các bác bằng 350 nhé. 350 các bác ạ, 350. Đó, ngoài ra thì em còn rất là nhiều những cái cực phẩm đẹp. Đấy, các bác sưu tầm thì mình kết nối trực tiếp cho em. À đây, mời các bác chiêm ngưỡng một cái lũa tam bảo sắc của Điện Biên ạ. Đây, em mời các bác chiêm ngưỡng luôn này. Đây, cho các bác xem cái giò thân đẹp này. Một tác phẩm tam bảo sắc Điện Biên nhé cả nhà mình ơi. Các bác nhìn cho em cái chậu lan này. Tam bảo sắc Điện Biên, nó là cái dòng sai hoa nhiều hoa. Hoa của nó là hoa tím trắng các bác ạ. Hoa tím trắng gọi là rực rỡ hương thơm. Nếu các bác mình có một cái giò tác phẩm tam bảo sắc Điện Biên các bác ạ. Đây, trước nhà em có những cái lũa phải nói đẹp tuyệt vời các bác. Đây, đây là cái dòng tam bảo sắc Điện Biên, nó rất là nhiều hoa và sai các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác cái tác phẩm này tam bảo sắc Điện Biên nhé. Các bác chốt cho em là T10 550 các bác nhé, 550.
quá to các bác ạ. Này, bộ rễ siêu đẹp các bác nhé, 550. Đó, ngoài ra còn rất là nhiều những tác phẩm đẹp. Đó các bác, anh chị mình mua hàng thì mình cứ kết nối trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0977 842 981 các bác nhé. Đấy, đây là tác phẩm Hoàng Nhạn tháng 8. Đấy, ngoài ra các bác mình sưu tầm thì mình kết nối trực tiếp cho em ạ. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng một giò quế trắng tháng 8. Đây, một trong những cái tác phẩm này nó là hàng nguyên bản các bác ạ. Trên giò thì em còn rất là nhiều những lũa to. Đây là tác phẩm hàng nguyên bản nhé. Cái giò này đợt vừa đây nó ra chắc nó tầm mười mấy 20 vòi các bác ạ. Đây, nó là tác phẩm mẹ con như thế này này. Mẹ bồng con, một mẹ bốn con. Em sale các bác mình mã này 1.380.000. 1.380.000 các bác ạ. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì mình kết nối trực tiếp cho em nhé. Đây còn một chậu cát nữa các bác ơi, một chậu cát vàng này, vàng pha hay còn gọi là vàng tia đấy. Đây các bác nhé, bóc ra là mọi người thấy nó nụ nó rất là to ở trong này. Đây, nụ rất to ở đây ạ. Đây nó đang trổ nụ như thế này các bác nhé. Đấy, mỗi cần như thế này mấy nụ luôn. Đó, một chậu cát vàng tia này em chia sẻ các bác 300.000 một chậu ạ, 300.000 một chậu. Còn duy nhất một cây tháng 8 đơn thân này, to. Nói chung là nó hơi gầy thôi, em sale các bác cây tháng 8 đơn thân lẻ nhá. Các bác chốt là T8 này, T8 sale các bác 160.000. Thanh lý. Dạ các bác anh chị mình mua hàng thì mình kết nối trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc gọi đến số Zalo bên em đã ghim trên bài nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.